Chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một con người đặc biệt đang thầm lặng thúc đẩy sự gắn kết trong ASEAN. Đó là ông Nguyễn Mạnh Vinh, một Việt kiều tại Thái Lan. Có nhiều cách để tăng cường sự hiểu biết của người dân các nước ASEAN về văn hóa của nhau như đi du lịch, đọc sách báo hay xem truyền hình. Còn ông Nguyễn Mạnh Vinh đã chọn một cách khác, đó là sưu tập các đồ chơi dân gian truyền thống của các nước ASEAN và giới thiệu chúng tới người xem, đặc biệt là các em học sinh. Đã thành thường lệ, cứ mỗi khi tan học về, Natahut lại rủ bạn đến nhà ông Vinh trong xóm để chơi với bộ sưu tập đồ chơi rất lớn của ông. Bước vào căn phòng này, Natahut có thể tìm thấy hầu hết các đồ chơi và trò chơi dân gian truyền thống của các nước ASEAN, từ diều, ống thổi, con quay cho đến búp bê, súng gỗ hay chạc bắn thun. Điều hay là với các đồ chơi tương tự giống nhau, ông Vinh lại sắp xếp thành một bộ sưu tập để trẻ em có thể nhận biết và phân biệt qua mỗi lần chơi. Cháu thích đến đây chơi quay vì cũng là chơi thể thao luôn. Với lại, cháu cũng biết được thêm về nhiều con quay khác của các nước ASEAN. Ông Vinh cho biết, sưu tập đồ chơi là sở thích cá nhân của ông. Trong quá trình này, ông nhận thấy các đồ chơi này có thể trở thành đồ dùng giảng dạy trực quan, dễ hiểu cho trẻ em. Vừa cho các em học, lại vừa có thể chơi. Và điều này đã tạo động lực để ông tiếp tục sưu tập và chia sẻ với các em. Lúc đầu tôi lựa chọn đồ chơi của Thái Lan thôi. Cách đây 2-3 năm khi thấy tuyên truyền về cộng đồng ASEAN hình thành, nên tôi bắt đầu sưu tầm đồ chơi của ASEAN và chỉ cho trẻ con thấy các đồ chơi có đặc điểm giống nhau và khác nhau như thế nào. Đơn giản đi gặp thì mua, cũng chẳng đến đâu, nhưng giờ nghĩ có khoảng hàng chục nghìn hiện vật với 200-300 loại trò chơi. Bộ sưu tập đồ chơi dân gian ASEAN của ông Vinh đã được chính quyền và ngành giáo dục sở tại biết tới và hỗ trợ ông đưa các bộ sưu tập đồ chơi này đến giới thiệu tại các trường học tại Thái Lan. Nhiều người dân cũng như các trường học có đồ chơi cũng đem đến tặng ông để bổ sung cho bộ sưu tập. Hàng ngày, phòng trưng bày đồ chơi ở nhà ông Vinh vẫn là điểm đến cho các trẻ em và khách tham quan. Cho đến nay, khu trưng bày các trò chơi dân gian ASEAN này của ông Nguyễn Mạnh Vinh đã thu hút hàng trăm người, đặc biệt là các trẻ em đến vui chơi và tìm hiểu mỗi tháng. Ông Vinh cũng cho biết thêm là sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm hiện vật và đầu tư nâng cấp mở rộng khu trưng bày này để trở thành một trong những bảo tàng trò chơi dân gian ASEAN đầu tiên tại Thái Lan.